Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với chương trình Mổ Băng Góc Chiến Thuật, một chương trình phân tích về bóng đá gồm với những yếu tố chiến thuật được phát sóng trên Bóng Đá TV và Thể Thao TV. Tôi là Phương Nam và ngày hôm nay khách mời chúng ta sẽ là một nhân vật rất mới. Chúng ta sẽ cùng đến với Lê Quang Long, huấn luyện viên của đội U16 dự tuyển quốc gia và cũng là một người thi đấu rất nhiều năm ở V-League với các màu áo khác nhau, ví dụ như Hà Nội ACB, ví dụ như Navibank Sài Gòn rồi Đồng Tâm Long An nữa, đúng không ạ? Ngày hôm nay thì tôi và Quang Long sẽ cùng với tất cả quý vị phân tích một trận đấu vừa diễn ra cuối tuần qua, một trận đấu rất hay giữa Hà Nội và FC Thanh Hóa. Đây là một trận đấu có thể nói là đỉnh cao của bóng đá Việt Nam trong thời gian gần đây. Một điều tôi muốn chia sẻ với Quang Long đó là tôi thắc mắc về cái đội hình ra sân của Hà Nội. Họ vừa có một trận đấu rất thành công với Tampa Bay Rover. Đây là đội hình Hà Nội đã giành chiến thắng 4-0 trước Tampa Bay Rover. Một sơ đồ 4-2-3-1. Chúng ta nhìn thấy Moses và Văn Quyết, phía trên là Quang Hải, Luis, Hùng Dũng và đá cao nhất là Gonzalo. Với đội hình này thì Hà Nội đã hoàn toàn đè bẹp Tampa Bay Rover. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với đội hình của Hà Nội ở trận đấu với FC Thanh Hóa xem đã có sự thay đổi như thế nào. Điều đầu tiên, họ thay đổi về cấu trúc, một sơ đồ 4-2-3-1 hoàn toàn khác với sơ đồ 4-3-3 hoặc là 4-1-4-1 tùy theo cách gọi chúng ta thôi. Nhưng có một điều quan trọng đó là trận đấu này chúng ta thấy Moses thi đấu ngang với Văn Quyết. Và trận đấu này ngược lại, Moses thi đấu thấp nhất ở vị trí hàng tiền vệ. Theo tôi, quan điểm tôi nghĩ thì do huấn luyện viên người ta đã chủ động xếp Moses hỗ trợ hai trung vệ mà để người ta ngăn chặn có hai ngoại binh ngoại của Thanh Hóa là Omar và Uche rất nguy hiểm, nên cần Moses đã thấp nhất để hỗ trợ cho hai trung vệ trước mặt. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem Moses thi đấu ở vị trí thấp nhất của hàng tiền vệ như thế nào. Chúng ta sẽ cùng vừa đến với cái đội hình xuất phát của hai đội. Vừa rồi là trên mô hình, còn đây là thực tế. Hà Nội TNT, đây, một set thi đấu ở vị trí cuối cùng. Quang Hải đây, Hùng Dũng đây. Và ba mũi nhọn tấn công của họ là đây. Đấy, Thanh Hóa ngày hôm qua họ cũng thay đổi. Tôi không nói đến hàng phòng ngự nhiều. Cặp tiền vệ trung tâm của họ là Đinh Tiến Thành và Thế Dương. Văn Bình được đẩy lên cao hơn một chút. Và tí nữa chúng ta sẽ xem là Văn Bình cùng với Moses đã thi đấu với nhau như thế nào. Bên trái là Tân Cường, bên phải là Omar, cao nhất là Uche. Cái đội hình này nó khiến cho chúng ta thấy rằng rõ ràng hai huấn luyện viên có sự chuẩn bị rất kỹ cho cái trận đấu này, đúng không? Có lẽ tôi nghĩ rằng việc Chu Đình Nghiêm đặt một set ở đây là để phục vụ những tình huống như thế này, đúng không ạ? Đây, khi mà bóng đã được chuyển lên dài cho Uche, thêm cầu thủ cài đè tì đè rất tốt, thì một trong trung vệ của mình là cương vệ nội thì không thể kiểm soát được cầu thủ ngoại thể hình to cao, nên là chúng ta cần cái xu hướng của Moses sau khi bóng dài là quay về hỗ trợ ngay, đúng không? Hỗ trợ cho hàng phòng vệ. Chúng ta để ý một chút nữa là gì? Thanh Hóa thường xuyên sử dụng những cái đường bóng dài như thế này. Và gì, một vấn đề khác nữa của Thanh Hóa mà tôi phân tích qua mấy trận đấu tôi cảm nhận là gì? Sau khi chuyền dài, họ sẽ khai thác những khoảng trống xung quanh bên cạnh, khoảng trống phía sau lưng. Và tôi nghĩ rằng cái việc đặt Moses ở đây là gì? Để anh bảo vệ những khoảng trống này. Với cái thể hình, với cái khả năng đọc tình huống và cái sức mạnh thì tôi nghĩ rằng việc Chu Đình Nghiêm đặt Moses ở đây là vì lý do này. Còn có đồng ý với tôi phần này không ạ? Vâng, đồng ý. Sau cái tình huống này thì chúng ta nhìn thấy rất nhanh, đơn giản thế thôi. Và chúng ta giành lại bóng chơi. Long đã từng thi đấu với Moses rồi, đúng không ạ? Đã từng chạm trán với Moses mấy lần rồi ạ? Tôi chạm trán với Moses thời Xuân Thành Sài Gòn với cả Bình Dương. Anh ta rất là mạnh mẽ trong khu vực đi bóng, kiểm soát bóng và tấn công sọc thẳng ở trung lộ. Rất khó chịu cho hàng phòng vệ. Rồi, nhưng rõ ràng ở trận đấu vừa rồi thì Moses không thể hiện nhiều được điều đó, đúng không ạ? Chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao. Theo tôi nghĩ là cái vị trí của anh ta thi đấu ấy cũng không phải là sân trường, nên là cái cảm giác không gian của anh ta là cũng không được tốt, và cái ý thức về hỗ trợ cho hàng phòng thủ của anh ta cũng không được tốt lắm. Ví dụ trong tình huống này, đúng không? Trong tình huống này. Đấy, chúng ta cùng xem lại. Ta để ý. Nhưng ngược lại khi phòng ngự thì sao ạ? Khi phòng ngự anh ta lại bỏ cái vị trí của mình và bỏ quên Văn Bình. Bỏ vị trí mình để chạy về hỗ trợ cho hàng phòng ngự. Đáng nhẽ là một tình huống bóng dài như thế này, đúng không ạ? Vâng. Dài lên phía trên như này, một tiền vệ đánh chặn khi bóng qua đầu thì có nghĩa là tự động automatic anh ta phải quay về hỗ trợ cho tuyến sau ngay, đúng không? Vâng, đúng rồi. Nhưng mà Moses đã làm gì? Chúng ta cùng xem. Đó, có thể lững thững chạy phía sau, đúng không? Có thể một cái vị trí mới là anh ta chưa quen, chưa ý thức được cái khoảng cách không gian. Mà khi mình đã như em anh đã từng đá, ví dụ em đá hậu vệ bên trái, thiên bên trái, mà bây giờ để em đánh đá một vị trí tiền vệ trung tâm như Moses thì cũng là cái khó để hoạt động với anh Nam. Đúng rồi, chính xác là như vậy. Thanh Long thì ngoài ra những cái khiếm khuyết mà Moses đã thể hiện trong trận đấu vừa rồi. Theo tôi thì Moses trận đấu vừa rồi là anh đã làm nhiệm vụ tròn vai. Nhưng mà khi đặt vào vị trí và đánh chặn thì nhiều cái không phải vị trí sở trường mình, nhưng anh vẫn còn khiếm khuyết một số vị trí. Vâng. Trong tình huống này thì tất nhiên là Moses theo Văn Bình. Và khi mà bóng đã đồng đội mình đã đoạt được ở đây thì đáng nhẽ phải có xu hướng về hỗ trợ, đúng không? Về hỗ trợ. Một cầu thủ đánh chặn thì lúc nào cũng phải bóng qua mình phát là mình phải quay lại ngay, đúng không?
hỗ trợ cho hàng phòng ngự. Nhưng anh đã như thế nào? Vâng, rõ ràng đấy là một, không phải là một phẩm chất của một cầu thủ đánh trận đúng không ạ? Vâng, vâng, anh đấy, ta anh vẫn xem, anh xem một... đến đến Quang Hải còn đã về trước anh ta. Rồi. Đấy, Quang Hải đã về trước anh ta mà anh ta vẫn vẫn giữ sân. Vâng. Tình huống nữa, trong tình huống này thì Long muốn nói gì đây? Đây cũng là tình huống mà Thanh Hóa phản công. Trong tình huống này tôi thấy là bố xét về vị trí đúng đấy chứ ạ? Tất nhiên, vâng. Anh ta đã ý thức được người ta đã về. Nhưng mà khi về bọc lót cho hàng phòng ngự, cho hàng phòng ngự thì anh bố xét lại để quên Quốc Phương mà chạy ngay trước mặt anh đấy ta mà anh ta không để ý. Anh ta về nhưng mà chỉ chăm chú vào bóng. Bóng. Đấy, không để ý đến cái người phía sau. Vâng. Và cũng không để ý đến cái khoảng trống trước mặt của mình đúng không ạ? Đúng rồi. Tôi nghĩ là cái này cũng là rất chính xác đây. Nguyên tắc của tiền vệ phòng ngự khi về là phải đảm bương được toàn bộ cái khu vực ở giữa sân và quan sát bóng người. Nhưng trong tình huống này đúng là đang mải nhìn bóng và không quan sát người. Anh đã đang với một cái vị trí phòng ngự cực kỳ kém trong tình huống này đúng không ạ? Cái khoảng cách không tốt giữa anh ấy. Duy Mạnh. Vâng, và Duy Mạnh. Thứ hai nữa là anh ấy để một cái khoảng trống phía sau lưng. Rất lớn. Rất lớn. Đấy, và Quốc Phương đang di chuyển phía sau lưng mà không để ý gì cả. Vâng, rõ ràng đây là một cái sai sót rất lớn của một tiền vệ trung tâm, tiền vệ phòng ngự, chịu trách nhiệm phòng ngự. Vâng, Quốc Phương cũng hoàn toàn có thể ghi bàn ở trong tình huống này. Và chúng ta đang nhớ tình huống lúc này đang là tỷ số 1-1. Nhưng rõ ràng là hiệp 2 đã có một cái sự thay đổi khá rõ rệt từ Moses đúng không ạ? Đúng rồi. Cái việc Moses thi đấu ở hiệp 2 hình như nó đến từ cái sự điều chỉnh của huấn luyện viên, đã tháo bỏ sợi xích phòng ngự cho Moses. Và như thế thì Moses đã gần như trở lại chính mình với cái mẫu như anh ta thường thi đấu ở Bình Dương, có nghĩa là thoải mái, tự do, có thể dâng lên tấn công khi được phép. Theo quan điểm của tôi thì khi mà đã thua 1-0 rồi thì bắt buộc huấn luyện viên của Chu Đình Nghiêm phải cho Moses lên cao để gây áp lực nhiều hơn về đối về Thanh Hóa. Nhưng theo tôi nếu mà cho Moses đá cao ngay từ đầu có khi có lẽ hàng phòng ngự của Thanh Hóa sẽ bị chao đảo rất là nhiều. Tức là Thanh Hóa sẽ gặp nhiều áp lực hơn đúng không? Áp lực hơn. Vâng, đây là tình huống có thể nói là đáng chú ý nhất của Moses ở trận đấu này. Vâng, khi mà anh ta đã được dâng lên cao thì coi như là anh ta đã cảm nhận được cái vị trí của mình thi đấu trước kia thường xuyên được dâng lên cao thì anh không phải anh không phải chịu trách nhiệm về sau ít đi. Nên là anh ta đã thoải mái và tấn công rất là tốt hơn. Một lần nữa chúng ta sẽ đến với cái bản đồ nhiệt của Moses khi anh ta hoạt động ở hiệp 1 và hiệp 2. Đây là những gì diễn ra ở hiệp 1 như chúng ta vừa phân tích đúng không nào? Chúng ta nhìn thấy là Moses chủ yếu hoạt động ở khu vực giữa sân và đúng một tình huống anh ta dâng cao ở hiệp 2 đúng không? Chúng ta nhìn thấy. Vâng, theo sơ đồ của hiệp 2 thì khi mà dâng cao Moses lên thì cái sức tấn công của anh ta sẽ rất là lớn. Và anh ta được tấn công thì có tôi nghĩ là đã và đúng vị gần như vị trí sở trường sẽ gây lên sức ép cho đội Thanh Hóa rất là nhiều. Nên là di chuyển ở hiệp 2 của anh ta rất là tốt hơn hiệp 1. Tôi nghĩ đây là đặt Moses ở vị trí tấn công sẽ cải thiện cái tấn công của Hà Nội. Nếu như đẩy Moses lên cao quá thì chúng ta nhìn rõ ràng trên đó còn Gonzalo, còn Samson. Vậy thì Moses sẽ hoạt động như nào? Theo tôi thì Moses có thể nên thay vị trí của Hùng Dũng. Thay Moses của Hùng Dũng. Và Duy Mạnh có thể đảm nhiệm được cái vị trí của Moses. Thì khi Moses mà đã lên được trên này thì anh ta sẽ có trận vừa rồi sẽ tôi theo tôi nghĩ sẽ sức tấn công của bên cánh phải này thì rất là sẽ tốt hơn, tại vì bên đội Hà Nội chỉ có thiên tấn công về bên trái mà thiếu đi cái cân bằng tấn công của bên phải. Nếu mà trận vừa rồi mà huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm mà theo tôi mà cho Moses lên đây thì cái tấn công ở bên cái sức kép tấn công của bên phải là sẽ rất là lớn, và khi mà Moses đã được về vị trí sở trường của mình thì lúc đấy cả tấn công của đội Hà Nội sẽ là cân bằng hai bên và rất là nguy hiểm cho đội hàng phòng thủ của Thanh Hóa. Rất có lý, rất có lý. Tôi đồng ý với anh là trong trận đấu rồi Hà Nội thi đấu lệch trái nhiều hơn. Họ thiếu đi cái sự cân bằng bên cánh phải. Tôi đang nghiêng về cái đội hình này. Không biết anh Long suy nghĩ thế nào, tại vì đây là cái đội hình mà Moses đã thi đấu thành công ở Bình Dương. Đấy, thì ở Bình Dương thì anh ta thi đấu lúc thì cạnh Văn Bình, lúc thì cạnh Tấn Tài. Ở trong cái đội hình này thì Moses được hoạt động tự do trong cái khoảng không giữa sân này. Anh ta có thể lên, có thể về, có thể làm đủ mọi thứ. Nếu đặt Moses trong tình huống này thì ai sẽ là người thi đấu cạnh Moses hiệu quả nhất ở Hà Nội TT ở thời điểm hiện tại? Nếu mà theo tôi thì cạnh Moses thời điểm hiện tại tôi nghĩ là Văn Quyết là đá cạnh Moses là hợp lý. Văn Quyết. Vâng, Văn Quyết. Duy Mạnh. Duy Mạnh. Hùng Dũng. Hùng Dũng. Thực chất thì Moses cũng đang thi đấu vị trí này ở đội tuyển Uganda. Tất nhiên chúng ta có một trận đấu, chúng ta có rất nhiều điều mà chúng ta muốn chia sẻ. Nhưng có lẽ là những phần chuyên môn khác chúng ta sẽ để lại ở những phần sau, và chúng ta còn rất nhiều những trận đấu khác của V-League nữa. Vâng. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với phần 2 có tiêu đề Góc Chiến Thuật.
Ở phần 2 của chương trình thì chúng ta sẽ đến với phân tích về một cái vị trí mà chúng ta đã đề cập rất nhiều ngày hôm nay, vị trí của Moses. Chúng tôi hay gọi cái vị trí mà Moses thi đấu ở Bình Dương ở thời điểm trước đây, đó là vị trí tiền vệ theo kiểu box to box, có nghĩa là tiền vệ thi đấu ở vị trí trung tâm nhưng ta rất đa năng. Vậy thì tiền vệ box to box là gì? Về mặt vai trò, mẫu tiền vệ box to box hay còn gọi là tiền vệ đa năng, đây là kiểu tiền vệ mà khi thi đấu họ có thể đảm đương được nhiều vị trí khác nhau ở trên sân, đặc biệt là khu vực trung lộ. Họ có thể không chơi ở một vị trí cố định nào mà di chuyển rộng khắp nơi từ dưới lên trên hay ngược lại để bao phủ một khoảng không gian lớn và tham gia vào cả phòng ngự lẫn tấn công. Có thể băng lên phía trước để ghi bàn và cũng có thể lùi về phía sau để phòng thủ. Điều kiện để các cầu thủ có thể thực hiện vai trò này đó là chúng ta cần những cầu thủ cực kỳ cơ động và toàn diện. Cầu thủ này phải có nền tảng thể lực tốt, có khả năng tranh cướp bóng, chuyền bóng và sút bóng cũng như giữ bóng. Đây là một mẫu tiền vệ mà chúng ta gặp rất nhiều trên thế giới, ví dụ như Paul Pogba, Arturo Vidal hay chính là Moses mà chúng ta đang vừa phân tích ở cái phần trên của chương trình. Vừa rồi thì anh đã chia sẻ một số cái quan điểm của anh. Quan điểm của Quang Long thì như thế nào? Quang Long nghĩ thế nào về cái vai trò của tiền vệ này? Tôi vai trò của tiền vệ box to box và rất là cơ động trong cái đội hình, nó làm cân bằng cái sự tấn công hay cái sự phòng thủ của đội bóng, và khi tham gia tấn công thì họ lên hỗ trợ rất nhanh, và khi phòng thủ thì họ sẽ về cũng phòng thủ rất là nhanh, và họ có một cái thể lực gọi là tuyệt vời nên họ mới đá được cái vị trí này. Chúng ta cùng xem lại một cái tình huống mà nó điển hình cho cái cách chơi của tiền vệ đa năng box to box. Anh ta kiểm soát bóng ở khu vực sân nhà, giữ bóng rất chắc chắn, sau đó sẽ dựa vào đồng đội của mình để dâng cao bằng những cái tình huống di chuyển và những tình huống phối hợp ít chạm, luôn luôn hướng lên phía trước, di chuyển một khoảng trống. Vâng, chúng ta thậm chí là chúng ta nhìn thấy Moses vào tận khu vực cấm địa để sẵn sàng tham gia những tình huống tấn công. Một mẫu tiền vệ box to box điển hình. Nhưng tất nhiên cái màn trình diễn của Moses ở Hà Nội thì chưa nhiều, nhưng chúng ta sẽ cùng đến với những cái hình ảnh Moses ở Bình Dương. Chúng ta sẽ thấy rõ hơn cái vai trò cũng như sự đa năng của thủ này. Anh ta về phòng ngự, chúng ta nhìn thấy. Anh ta về phòng ngự, tham gia phòng ngự. Bắt đầu giành được bóng. Vâng, chúng ta để ý bước chạy, cắm đầu cắm cổ chạy lên phía trước rất nhanh cùng với đồng đội. Đúng là ở Việt Nam thì không có nhiều cái mẫu tiền vệ như thế này, và là người cuối cùng dứt điểm rất tuyệt vời. Ngoài ra thì ở thế giới có một mẫu tiền vệ nào kiểu box to box mà Long ấn tượng không? Tôi rất thích box to box của Iatoure. Iatoure, chính xác. Iatoure. Iatoure hoặc là lâu hơn thì tôi nghĩ là Patrick Vieira. Cảm ơn cái phần chia sẻ vừa rồi của Quang Long. Chúng ta cũng vừa đến với phần mổ băng góc chuyên thuật với những chia sẻ của chúng tôi, những phân tích chúng tôi, nhận định chúng tôi về trận đấu cầu đinh của tuần vừa qua giữa Hà Nội và LC Thanh Hóa. Hy vọng rằng những cái chia sẻ, những nhận định đó đã mang lại cho quý vị những giây phút thư giãn, và chúng ta cũng có những cái hiểu biết sâu hơn về bóng đá Việt Nam, về với những yếu tố chiến thuật và những cái đặc điểm chuyên môn của nó. Còn bây giờ đã đến lúc chúng tôi phải nói lời chào tạm biệt. Xin chào và hẹn gặp lại.